Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Và tập trước thì mình đã làm được một bộ giáp của anh hùng Thor với sức mạnh rất là cao khi mình có thể đánh bại được cả cái tên Loki luôn cơ. Và đặc biệt hơn thì với Thor thì chúng ta sẽ được thêm cây búa Thor nhá. Cây búa này thì có thể nói là cực kỳ mạnh khi có thể liên tục triệu hồi ra những cái tia sét giống như vậy nè. Bên cạnh đó còn có thể ném đi được nữa. Đây mình sẽ giả bộ ném xuống phía dưới giống như vậy. Ủa, cái đùm luôn và có thể triệu hồi lại búa Thor ngay lập tức luôn á. Rất là tiện lợi. Và hiện tại thì trời cũng tối rồi, để mình chuẩn bị cho công việc trong ngày hôm nay nhá. Đó chính là farm thêm những cái tên ăn cướp á. Hiện tại thì trong rương của mình chỉ còn có 31 cái willpower thôi. Và mình sẽ sử dụng cái số willpower này để trao đổi với một người ở dưới cái căn cứ của mình. Đó chính là bác Stanley. Với willpower thì mình sẽ đổi được cái... Đây, cái Green Lantern nè. Với cái này hình như mình có thể biến thành siêu anh hùng Green Lantern thì phải á, mà cái này cần 32 lần, mình chỉ mới có 31 thôi, cay thiệt sự luôn á. Nhưng mà không sao, với một cái thì mình nghĩ chúng ta có thể farm rất là dễ dàng luôn á. Tại vì giờ thì ban đêm rồi nên mấy tên cướp cũng sẽ rất là lộng hành và ý y đi ra ngoài cướp bóc các kiểu, mình sẽ cho ha một búa thoi vô mồm liền. Rồi giờ thì chúng ta cùng nhau lên đường đi tìm những tên ăn cướp thôi. Và quên mất, ở tập trước trong lúc khám phá ở phía dưới cái công trình dưới lòng đất của cái thế giới kiến đỏ thì mình có dẫn một bạn gái về và cô bạn gái đó được mình giữ bên trong cái găng tay vô cực nè. Và bây giờ thì mình sẽ nhưng mà khoan, nếu mà triệu hồi ra thì mình cần phải có hoa đỏ nữa để có thể tặng được á. Ok, để mình qua đây mình thấy một vài hoa đỏ coi. Cô bạn gái trước mình sẽ tốn có 2 hoa thôi, không biết cô bạn gái này tốn bao nhiêu hoa nữa ta, nhưng mà cứ hái phòng hờ trước khoảng 10 đi, 10 hoa đi cho nó số chẵn một tí nha. Và triệu hồi cô bạn gái ra một cái nè. Bạn gái xuất hiện. Đó, và đây cô bạn gái. Ui, có đeo tai phone luôn hả? Ui, cũng rất là cá tính đó nha. Rồi, tặng hoa đầu tiên nè. Một hoa chịu luôn. Được thì xử các bạn ơi. Ui, ui đi theo mình đây nè. Wow, cô bạn gái này còn dễ tính hơn cô bạn gái cũ nữa cơ. Và cô bạn gái này mình quyết tâm sẽ không để đánh mất nữa, nên mình sẽ cho vô găng tay vô cực. Ê, chưa đưa đây. Ui chết rồi, phải đưa cô bạn gái cầm cái gì đó các bạn ơi. Cho cầm cái gì đi ta, cho cầm cây kiếm đi. Mình trong này mình còn một cây kiếm ultimate nè, cho bạn gái cầm cũng được. Nè cầm kiếm đi để mình có thể cho vào cái găng tay vô cực coi. Ui chết rồi, có bạn gái thì mình sau khi tặng hoa thì mình không thể nào cho vào cái găng tay vô cực được nữa các bạn ơi. Đây là viên đá linh hồn nè, viên đá có thể bắt được tất cả mọi thứ, kể cả con chim này luôn nè. Hả? Vậy mà cô bạn gái thì không có bắt được. Vậy là khó rồi. Nhiều khả năng là khi đi khám phá thì cô bạn gái sẽ bị lạc ở thế giới thứ ba á, nên rất là căng thẳng luôn. Nhưng mà không sao, mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Khi đi khám phá những thế giới khác thì mình sẽ hạn chế việc dẫn cô bạn gái đi theo là được chứ gì. Nhưng mà sao hôm nay không thấy ăn cướp xuất hiện ta? Ủa hé. Hôm nay mình không biết mấy tên ăn cướp đi đâu hết trơn rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp cái tên ăn cướp nào ở cái vùng đầm lầy này không nhá. Thường thường vùng đầm lầy này cũng ưa gặp mấy tên ăn cướp lắm. Trên đường đi tìm những tên ăn cướp thì mình phát hiện một cái con bướm chúa các bạn ơi. Chắc người đang thèm ăn búa thôi chứ gì. Ui nhưng mà phóng một lắc. Ui ui ui. Trời ơi, bắn ngay của bạn gái mình. Con bướm chúa này. Bạn gái lấy guốc chọi cho nó. Lấy guốc chọi nó đi. Hình như con bạn gái nó không biết chọi guốc rồi. Ui trời. Quýnh bạn gái tôi nè, quýnh bạn gái tôi hả? Rồi và nó sẽ rơi ra cho mình thêm những cái sao nether. Ủa và hôm nay nhân tiện lúc có sao nether thì mình sẽ chế tạo thêm một bộ giáp siêu hùng nữa để chúng ta có thể bắt đầu trận chiến với con quái vật trong truyền thuyết Mothzilla nhá. Được thiệt sự các bạn ơi. Và đây là gì đây? Vậy hồi ra con Brutafly. Con Brutafly đó là con gì ta? Mình cũng chưa rõ nữa. Ý nhưng mà vẫn chưa gặp được mấy tên ăn cướp nè. Ui cái gì đây? Ui được rồi, quýnh thôi đừng có la làng. Cô bạn gái mới nè, quýnh một phát là la làng luôn các bạn ơi. Không hiểu sao luôn á, quýnh người ta mà cũng la làng lên được nữa.
Ý đằng xa xa là bà phù thủy tóc đỏ kìa. Phù thủy này không có đánh mình. Ui, nhưng mà trò chuyện với bà thì bà sẽ kiểu như ha, cười nghe rất là ha, rùng rợn luôn á. Ok, để mình sẽ thiệt là cố gắng đi tìm thêm một đoạn nữa coi coi có gặp được cái con hồi không những cái tên cướp nào không nhá. Chứ bây giờ ông có Will Power là chịu thua luôn á. Mình chịu thua các bạn ơi. Một xíu đi hướng khác tìm rồi, chứ bây giờ ha, mình đi vòng 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 nãy giờ không tìm thấy một tên cướp nào luôn. Không biết nay có tiệc tùng hay sao ha, tất cả mấy tên cướp không có tên nào đi ra ngoài cướp bóp hết trơn ấy. Rồi và mình có cái sao nè đò này thì nó sẽ liên quan đến một công thức chế tạo của một vị siêu anh hùng, đó chính là đây. Superman nè. Ý nhưng mà ủa, mình có cái logo rồi mà ta. Hé, thôi là mình sẽ để dành cái Nether Star này đi. Mình sẽ sử dụng cái logo này kết hợp thêm một vài thứ nữa để chúng ta làm giáp của Superman luôn. Đầu tiên thì mình cần phải có Blue Glow cũng như là Red Glow này. Hai thứ này hình như lần trước mình chế tạo còn Red Glow và Blue Glow luôn. Vậy là được rồi, cái phần áo là phần khó chế tạo nhất mà mình đã có công thức luôn rồi. Nè, ấn một phát là được luôn. Wow, được đó nha. À, để mình coi coi cái phần quần thì như thế nào. Cần Red Diamond Block với Blue Glow. Red Diamond Block. Ây chà, cái này căng nha. Không đủ rồi. Không đủ. Trời ơi, còn thiếu. Mình còn thiếu tới tới 4 viên nữa lận. Ủa giờ kiếm Red Diamond ở đâu ta? Hay là xuống hang tìm. Phần ủng cũng cần nữa nè, phần ủng cần 2 khối nữa cơ. Ui thế thì lại căng quá. Cô bạn gái thì cứ trên đây đi, vì cô bạn gái rất là thích kim cương á, cho kim cương là đứng ở nhà luôn à các bạn ơi. Và mình sẽ sửa lại bộ giáp của Thor trước khi treo nó lên nhá. Đây, sửa lại một xíu nè. Nhìn chan rồi sửa lại cái phần quần. Và cuối cùng là cái đôi ủng. Đó, vậy là full đồ bền rồi nhá. Vậy thì mới có thể đem xuống dưới trưng bày được chứ, chứ đồ gần hỏng trưng bày thì nó kỳ lắm. Rồi đi xuống dưới nè. Và bắt đầu treo lên thôi. Bộ giáp của Thor thì mình sẽ treo ở phía dưới giống như vậy. Đó, giáp Thor có cái mặt nạ treo lên chung kế Wonder Woman luôn, khá là hợp á. Ý nhưng mà bây giờ thì mình mặc giáp sinh tồn nào để đi tiếp ta? Hé, một câu hỏi tiếp là được đặt ra, đó chính là mình sẽ mặc giáp của siêu anh hùng nào để đi khám phá tiếp, hay là mình sẽ mặc máy bay đi nhờ? Được á, lấy máy bay để đi tìm cái Green Power luôn, một công đôi chuyện á. Được được được, rồi thì mình sẽ biến hình thành máy bay một cái đó. Và chúng ta cùng nhau đi thôi. Ê, nhưng mà cái này thì phải dịch chuyển lên trên này mới được. Rồi và bây giờ thì mình sẽ đi lên đường tìm một cái tên cướp á, cũng như là xuống hang đào một ít cái Red Diamond các bạn ơi. Chứ bây giờ mình thiếu Red Diamond để có thể làm giáp của Superman rồi. Ồ, cuối cùng cũng gặp ăn cướp rồi các bạn ơi. Chưa bao giờ mừng khi mà gặp ăn cướp giống như vậy hết trơn á. Rồi, tên nào muốn hy sinh trước đây? Rồi rồi, lại đây, lại đây. Ý, à mình biết rồi, mình đang cầm găng tay vô cực nè. Ui 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 trời, ui trời, cái tên này hổn ta. Wow, dám quýnh mình hả? Tên nào nữa, tên nào nữa vô đây? Sợ à? Sợ thì cũng phải ngẫm thôi. Đây 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 đây, Will Power đây, đủ rồi các bạn ơi. Vậy là mình có thể mang về để chế tạo bộ giáp của cái ta Green Lantern các bạn ơi. Anh siêu anh hùng đèn xanh. Và con nào, cái này thì nó rơi ra ruby chứ không rơi ra red diamond. Red diamond thì mình nhớ coi cái đường đào mình không biết còn không ta, hình như bên cái đường đào bên thế giới Wakanda mình còn hay sao ấy. Để mình qua đó mình kiểm tra thử, tại vì mình đào mình không có để ý nhiều mấy cái red diamond đâu, nó rất là dễ bị trùng luôn á. Giờ thì mình mới biết công dụng thực sự của red diamond nó cần thiết đến mức nào. Để lần trước mình nhớ coi mình đi hướng nào ta. Ở đây còn slime thế này à, đây nè, đây nè. Ủa cái này là Redstone. Công đoạn tìm Red Diamond nó mới cực nè. Tại vì Red Diamond với cái phần Redstone á, nó nhìn nó na ná nhau mà, nhìn không kỹ là nó sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn luôn. Cái này là Redstone. Ủa sao giờ toàn Redstone không vậy? Khó tìm vậy ta. Nữa nè, Redstone không nè. Hay là lần trước mình đào hết Red Diamond rồi nhờ? Cũng có thể lắm á, mình còn một vài cái đường đạo dưới thế giới Wakanda này nữa, nên một tí mình sẽ đây nè, đây nè, để tại mình đây, nên một tí mình sẽ đi tìm lại mấy chỗ mà mình từng đào nhá. Ui đi cả buổi trời mới tìm được có một viên thôi.
Đây thêm một viên nữa nè. Ồ, hai viên rồi. Ba viên. Ủa vậy là mình được 8 mà ta. 9 á, 9 thì mình mới đủ làm được cái khối Red Diamond và chế tạo cái quần. Ui, thế này thì toàn, thế này thì toàn. À đây đủ rồi. làm luôn cho nóng các bạn ơi. Đã ra cái khói nè. Sau đó thì đặt lại công thức giống như vậy. Nó được cái quần Superman rồi. Giờ thì chỉ cần cái độ ổn thôi. Và độ ổn thì cần có hai khối đúng không? Và hai khối tương đương với 19. Ờ không, 18 chứ, 18 cái viên kim cương đỏ. Cái đầy tìm á, lòi con mắt ra ngoài luôn. À đây hai viên nè, ba viên luôn. Ui hên gì ta. Được rồi nha. Ủa, ủa gì bác Stanley bên đây với bác Stanley nhà mình là hai bác khác nhau à? Ôi chắc mình sẽ cúp máy đi để cho bác Stanley này về nhà các bạn ơi. Coi nè, ui đây 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 kim cương đỏ nữa nè. Đào ra một cái. Được 4 rồi. Ồ, bên cái đường này. Ui trên kia. Không biết có phải kim cương thiệt không nữa. Kiểm tra t... Kiểm tra. Ui. Ui chết rồi, văng xuống lava luôn rồi. Mất hết mấy cái sắt đen luôn. Nhảy qua đây thử. Đổ xô nước ra trước các bạn ơi, để một hồi nó cháy mình nữa thì mệt. Và đằng kia là vibranium. Cái đó giờ thì mình chưa cần farm đâu. Chỉ là mình cần kim cương đỏ hả? Đây nè, đây nè. Đây rồi, đào ra một cái. Được được 5 rồi hả? Năm vậy là còn thiếu nhiều lắm. Ủa đây, 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 đây. Lost Miner. Gặp được anh rồi. Đây, 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 đây. Đây, hôm nay tôi sẽ giải cứu anh nhá. Đi theo tôi. Không anh, không anh. Đây rồi, đừng sợ, có túi đây mà sợ. Sao nhân lè này sợ nhút nhát đó nhờ. Mình kế bên vẫn còn ha, chảy mồ hôi hột kìa. Rồi và hy vọng rằng khi mà mình đưa anh này lên trên thì anh sẽ cho mình một cái gì đó thiệt là xịn sò nhá. Lên trên rồi. Rồi lên trên rồi. Thưởng đi, thưởng đi, thưởng đi. Thưởng, 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 thưởng. Ủa? Anh không thưởng tôi được tôi bắt anh về á. Đây nè, đây vô. Mở ra thành tựu Forever Alone rồi các bạn ơi. Và chắc có hai viên kim cương vậy. Lẽ đây là toàn bộ số em. Ủa hai viên Emerald vậy. Lẽ đây là toàn bộ số Emerald mà anh đào được à. Mình cũng bó tay với anh này luôn á. Đào được có hai viên Emerald chứ. Buồn thì sợ. Ok giờ thì mình sẽ trở lại với công việc đi tìm những cái Red Diamond nhá, rồi mang về chế tạo giáp của Superman tiếp thôi. Hiện tại thì mình đang đào xuống tầng 11 nè các bạn ơi, và tiếp tục sử dụng một cái Miner Dream mới nhá. Tại vì mấy chỗ cũ mình kiểm tra rồi nó hết cái kim cương đỏ rồi á. À, và coi nào, đây thì có thêm một viên nữa là được. Ủa sao mới có 6 viên vậy? Ủa bị lắc à? Ủa mình nhớ mình 7 viên rồi mà ta. Ui chết rồi. Chắc mình hoa mắt rồi quá, tìm riết hoa mắt luôn rồi. Và đây có thêm một viên nữa nè. Là được 7 viên. Ủa cái này nhiều cái màu đỏ thế. Nhưng mà toàn là redstone cơ mà. Màu đỏ theo màu đỏ của redstone các bạn ơi. Ôi không biết còn có ba cái thôi đó. Mình gom hết tất cả cái số xương rồng rồi cái Mind Cream cũ của mình để tìm coi coi có đủ không. Nhưng mà chỉ mới tìm được có 8 viên ở đây nữa nè. 9 viên, ui đổ một khối rồi, cố lên, 9 viên cuối cùng. Hai cái Miner Cream đó ta, vẫn còn cơ hội á nha. Nếu mà hết Miner Cream thì mình đành phải đào tay thôi chứ biết sao giờ. Cổ thiệt sự luôn á, nhà hết xương rồng luôn rồi. Và cái này thì mình sẽ được hai nữa ha. Hai vậy là mình còn thiếu bao nhiêu ta? Còn thiếu tới 7 lần. Có đi, Red Diamond. Đây 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 đây. Có một nữa là ba rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái này có hai nữa. Wow, có hai nữa là được 5 rồi hả? 4 viên cuối cùng. Đằng này, ý đây 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 đây. 2 viên cuối cùng các bạn ơi. hết rồi, ngày hên của mình. Rẽ qua bên hướng nào đây ta? Hướng này gặp cái hồ lava rồi. Ủa mà đằng kia con gì bị cháy? À, con dơi. Con dơi bay á. Lạng chạng bị lava đốt hoài luôn á. Rồi coi cái đây là cái hang hay gì, biết đâu trong hang có cái Red Diamond, mình khỏi cần phải dùng cái Miner Cream này luôn thì sao? Ủa cái này đi đây, Redstone nè, thôi Redstone thì mình sẽ tiếp tục dùng Miner Cream. Đó, coi coi. Có không?
Có đi mà. Hết mà đi. À, đây 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 đây, một viên nữa. 8 viên rồi, một viên cuối cùng, một viên cuối cùng. Còn không, còn ở đây nè. Hên quá các bạn ơi, vừa đủ luôn á. Ui, trong cái gũi nó có cái may vừa đủ 9 viên để mình có thể làm được cái khối Red Diamond cuối cùng, để chúng ta có thể chế tạo được cái găng tay vô cực. Giờ thì không liên tha liên thiên nữa, trở về nhà thôi. Để chúng ta có thể chế tạo được bộ giáp của Superman á. Rồi và khi trở về thì, ủa sao lần nào chứ vậy nó cũng cho mình xuống hang nhờ. Ở trên thì không đưa đưa toàn xuống hang không à, giỏi thiệt sự nha. Thôi cho xuống hang thôi, tôi về làng tôi luôn, ai đâu rảnh ở dưới hang. Rồi đổi lại thành một cái khói Red Diamond nè, đặt ở phía trên, và cuối cùng là Blue Glow giống như, ở đúng không ta, hay là gì mới đúng, à gì mới đúng nè. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bộ đồ của Superman. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ để cho thiệt là trống trải, rồi sau đó chúng ta cùng nhau test sức mạnh của Superman nhá. Trước khi test sức mạnh của cái bộ giáp Superman thì bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái trứng khủng long nhá. Hôm nay thì mình cũng farm đủ những cái xương của T-Rex rồi. Bây giờ thì mình sẽ đàm ra một cái quả trứng giống như vậy nè. Nhìn rất là ngộ luôn á. Để bây giờ mình sẽ thử đặt ở bên ngoài đi, tại vì khủng long máy móc á nó cũng khá là to các bạn ơi. Đặt ngay vị trí ngay đây đi, triệu hồi ra một cái. Ui, cái này phải nung lên nữa các bạn ơi, cái này không có đặt xuống liền được đâu, cái này mình cần phải nung nó trong một cái lò nung cơ. Mình sẽ lấy sắt đen ra để nung nó ra thử coi coi như thế nào. Mình đang rất là tò mò luôn á. Hy vọng sau khi nung thì nó sẽ có thể triệu hồi ra được liền luôn. Và chuẩn bị. Ui, ui nó thành cái quả trứng thiệt rồi nè. Wow, cái quả trứng nãy cái bé xíu luôn mình nấu phải nó nở ra nè các bạn ơi. Và thử đặt xuống coi. Ui nhưng mà kỳ vậy, hình như hết pin rồi. Ui, ui nó đang bắt đầu lắp đầy cái ống năng lượng kìa. Đỏ, cam, vàng. Tới gì rồi tới màu gì? Màu xanh. Ui đỏ, cam, vàng, xanh. Và cuối cùng là màu, màu xanh lá cây. Rồi gì nữa? Ê, 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 đừng có nói nổ nha. Ui, nở rồi. Cũng là máy móc nở rồi các bạn ơi. Nghe đồn hình như cũng là máy móc ăn redstone đúng không? Đây, có redstone luôn. Vô đây, vô đây, vô đây em ơi. Ý nè nè nè. À, ăn một khối redstone là sẽ cho thêm một máu. Ui, vậy là mình cho ăn hết cái đống này sẽ lên được bao nhiêu máu đây? Ui, đứng lại, anh cho ăn nè. Đi đâu đây, đi đâu đây? Ui, hôm nay mình còn nuôi được khủng long cơ. Đúng là siêu anh hùng, giờ chuyển sang chăn nuôi các bạn ơi. Và lên được 45 máu thôi. Ủa nhưng mà mình có cưỡi được không? Hay là full máu mới cho cưỡi ta? Mình nghi lắm nha, cái này mình nghi là full máu mới cho mình cưỡi ấy. Chắc vậy rồi, khó khăn quá rồi. Không sao không sao, là một người được khủng long thì chúng ta nên kiên nhẫn các bạn ơi. Từ từ khủng long lớn thì nó mới cho mình cưỡi sướng được chứ. Đây nè, chăn tiếp. Lên được bao nhiêu máu đây? 55 máu rồi, cho cưỡi đi mà. Không cho cưỡi luôn. Cái này là mình sẽ chuyển sang viên đá linh hồn đi, để mình cho cái bé này vô trong đó đã. Tại vì mình không có cái chỗ nào để đảm bảo an toàn cho bé khủng long đó, nên tốt nhất là cho vào bên trong cái găng tay vô cực là an toàn nhất. Và mình sẽ lấy cái bộ giáp của Superman vào đó, và chúng ta cùng nhau trở thành Superman bộ khác. Mặc áo không thì nó sẽ không cho búp về, nhưng mà khi mình mặc ủng cũng như là một cái quần vào đó, mình đã được rất là nhiều búp luôn nè các bạn ơi. Ngoài ra Superman nó còn có rất là nhiều kỹ năng nha. Để bây giờ mình sẽ test sơ sơ một vài kỹ năng cho các bạn xem. Đầu tiên là nó đôi mắt laser nè, mình bắn được laser từ đôi mắt mình nè. Xịn thiệt sự các bạn ơi, bắn một phát mất tiêu cái cục đất luôn, hơi bị xịn sò con bói nè. Bắn nè, ui bắn hụt, bắn hụt, bắn nè. Nó 10 máu một lần, gì là mất 10 máu các bạn ơi. Nhưng mà mình có thể bắn được liên tục ấy. Cấu rỉa tầm xa là hết sảy luôn á. Ngoài ra thì còn một vài chiêu nữa. Vũ khí đặc biệt thì không có nha. Rồi thử chiêu 2 coi. Ngoài ra thì Superman còn có cái chiêu cái này là gì ta? Frost Breath hả? Hơi thở băng các bạn ơi. Hơi thở băng nè.
Ở cà bộ phát á, cỏ nó cũng biến thành theo nước đá luôn, rất là xịn sò. Còn chi nào khác không? Hả? Ui cái này là siêu tốc độ. Ui còn có kỹ năng siêu tốc độ nữa nè. Siêu nhân có khác các bạn ơi, còn có siêu tốc độ nữa cơ, khá là xịn luôn á. Bắn con này để coi, đôi mắt laser. Ồ, nó ui đốt chết queo cái con ấy luôn rồi kìa. Nhưng mà không có xi nhê, con cũng lông máy móc, tại vì cái này nó hình như nó kháng được laser sao á. Trời ơi, mà nó nghe keng 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 không mất miếng máu luôn. Không xi nhê rồi. Nhưng mà hơi thở băng thì sao, mình thử coi coi có đóng băng được cái con này không nhá. Hơi thở băng nè. Ủa, máy móc thì máy móc nhưng mà hơi thở băng thì vẫn thấy không phải chịu thua thôi. À, ngoài ra còn kỹ năng đặc biệt nào khác không? Cái này là siêu tốc độ rồi. Vậy là Superman nó sở hữu siêu tốc độ nè, rồi hơi thở băng nè, đôi mắt laser, rồi siêu sức mạnh nữa. Ngoài ra còn có thể bay lượn thoải mái và có thể bay ra ngoài không gian nữa cơ. Rất là xịn sò. Nhưng mà khoan, để bây giờ mình sẽ lấy cái xô nước này kết hợp với cái quả trứng triệu hồi Mobzilla. Hả? Ôi vì là cái này là cái mảnh nhỏ thôi các bạn ơi. Lần trước là mình nhặt được nguyên cái quặng bự luôn, còn cái này là cái quặng nhỏ, chính cái quặng như vậy mới tạo thành cái quặng bự á. Và ở tập trước thì mình đã tạo ra luôn cái quả trứng luôn rồi. Đâu rồi cái quả trứng? Ây chà, ui chết rồi, ui chết rồi, mình giục cái quả trứng nó mất tiêu rồi. Ok, đó bây giờ mình sẽ lục lại quả trứng cái đã, tại vì kho đồ mình hơi bừa bộn á nên việc tìm lại mấy quả trứng này cũng hơi khó khăn một xíu. À, để giờ để giờ quả trứng nó nằm tít đây nè. Ba cái wheel power ở đây mà không kiểm tra kỹ, làm kiếm gồng gã không nãy giờ luôn á. Ok, để bây giờ mình sẽ qua đây đổi với bác Stanley cái đã. Đổi liền cho nóng được cái nhẫn xanh. Green Lantern các bạn ơi. Rồi và thôi cái này thì từ từ test để mình ha, tiêu diệt cái con quái vật Mobzilla trước cái đã, rồi test nhẫn sau cũng được. Chúng ta cùng nhau tìm một nơi thiệt là xa nhà coi, hay là qua thế giới khác ta. Không, nhưng mà mình nghĩ thì đánh con này tốt nhất nên đánh ở trên thế giới này đi cho nó vui. Và mình sẽ di chuyển đến cái chỗ gần biển này, chỗ này khá là xa nhà mình luôn, đánh cho nó an toàn hẳn. Đó. Ra gần biển rồi hả, Mobzilla cũng phải chịu thua với Superman thôi. Chuẩn bị nè, mình sẽ ăn trước cho mình một trái táo vàng Enchant để tránh trường hợp lỡ mình xuất hiện nó dậm mình một phát ha, cũng có thổi tại chỗ thì không có được đâu. Và chịu hồi đi Mobzilla. Ây da, trời trời ui nó to chứ kìa. Một đấm của mình coi mất có bao nhiêu máu. Ây da ây da, y phanh 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 lại phanh lại. Ui 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 ui, con này hung dữ vậy, con này hung dữ vậy, hung dữ nè, hung dữ nè. Không được các bạn ơi, mình biến thành Superman á mình sẽ bị đẩy lùi rất là xa luôn. Ồ, hơi khó khăn chuẩn bị chiến đấu nha, mình thử mình đóng băng nó coi có được không. Hơi thở băng không xi nhê các bạn ơi. Ui có vẻ cái món vũ khí này chưa đủ sức để tấn công con này các bạn ơi. Ây da da, nó đánh mình bị đẩy lùi sao á hả. Mobzilla nè. Ui ý, phanh lại phanh lại. Chết rồi, như vậy thì đánh những con quái vật khủng bố như vậy á, tốt nhất chúng ta nên đánh ở một nơi có cây cối để có thể ha, kiểu như là đỡ lưng mình á, để mình đừng có bị đẩy lùi xa quá, chứ đẩy lùi xa quá thì khó đánh lắm. Ui mình đánh không biết có vô máu nữa không ta, mình không có thấy được cái ống máu nữa. Ui đánh đánh vô máu, đánh vô máu. Ấy gì, phanh lại phanh lại phanh lại một cái. Ui ui ui, cố lên cố lên cố lên. Mình chém nó 2 hit nó mất được á, được 1/5 cây máu các bạn ơi, cũng rất là ok ấy. Ừ, nhưng mà hình như nó đang tập trung đánh cái con gì ta. Đó các bạn thấy chưa, nó đang phá hủy thế giới nè, đi đến đâu là đất có cỏ cũng sạch cỏ luôn, tức là nó rất là mạnh ấy. Ý nó định ăn thịt mấy cô bạn gái. Ây da ây da da, ui nó đánh rắm một phát cái mình bay á, tít ra này luôn nè. Ủa con này khỏe thế, thảo nào nó là quái vật trong truyền thuyết mà. Này thì đánh mấy cô bạn gái nè, đánh ta đi đừng đánh mấy cô bạn gái thiệt tình á, đôi mắt là da thôi. Này này thì Mobzilla. Vậy là mình phải tấn công ngay phần nào của nó mới mất máu ta, phần nào mà nó mất máu nhờ. Mình chưa biết rõ cái hitbox của nó là như thế nào ấy, nên
rất khó để có thể tấn công được nó luôn. Ủa đánh ngay đâu nó bị mất máu nha. Ui ui, vậy là đánh ở dưới phần bụng đó các bạn ơi. À, ra là vậy. Ê, hay là mình sẽ thử đổi sang cái vũ khí đây. Ây da, ây da, ây da. Ui ui, xì lam đu vô đầu rồi. Ui xì lam đi ra. Trời ơi, ta đang đánh với boss khủng mà sao đu đầu mình làm gì. Bỏ tay thiệt luôn á. Đổi sang viên đá đâu rồi, viên đá sức mạnh đây. Để mình thử bắn một phát coi có chết con này không nhá. Nếu mình chết là găng tay này thật sự bá đạo các bạn ơi. Gắn tay, gắn tay vô cực. Không chết, một hit không chết được. Một hit vẫn chưa có thể đánh bại được cái con này các bạn ơi. Hai hit thì sao? Ba hit. What? Gắn tay vô cực không có xi nhê đối với con quái vật Mobzilla. 4 hit, 5 hit, 6 hit. What? 6 hit thì chúng ta mới có thể đánh bại được con Mobzilla các bạn ơi. Ui, không phải gian vừa đâu nha. 6 hit lận á. Ui, tính ra cái găng tay vô cực này cũng rất là khỏe. chỉ là hiện tại thì mình chỉ ưu tiên nhặt những cái vảy thôi các bạn ơi. Còn mấy thứ còn lại thì mình không nhặt cũng được á. Đây rồi, giờ thì mình sẽ cố gắng nhặt hết cái số vảy trong này. Và nó còn rơi ra cả đồ ulti may nữa cơ. Được thì sự, đúng là quái vật trong truyền thuyết có khác. Nãy giờ mình nhận được 40 rồi nè. Ê, biết gì nãy mình đừng có đánh nó gần biển ha. Trên bờ thì mình nhặt đồ sẽ nhanh hơn á. Đánh gần biển nhặt đồ lâu muốn chết hả. Sau một lúc thì mình cũng nhặt được một mớ vảy rồi các bạn ơi. Mình nghĩ với số vảy này thì mình dùng cũng không có hết đâu á, nên không cần phải nhặt quá nhiều á. Bên cạnh đó thì cũng mang về được một ít thức ăn nè, cũng như là khối ruby, một ít cái kim cương vàng sắt cơ bản thôi. Để bây giờ mình sẽ trở về nhà và bắt đầu chế tạo những cái bộ giáp từ cái vảy của con này nhá. Nói chung vảy trong Minecraft á hầu hết đều dùng để chế tạo các bạn ơi. Trời đang mưa hả? Thôi kệ mưa đi, lần này bơ mưa luôn và làm thử một cái bộ giáp coi. Với cái này thì mình có thể tạo ra được một block nè. Ngoài ra thì còn có thể làm được giáp của Mobzilla. Ui, được á nha. Ủa nhưng mà không có kiếm hả ta? Ủa ngoài chế tạo giáp, cái này nó chỉ có thể chế tạo giáp thôi à? Ui, giỡn vậy. Tưởng đâu làm, không biết có vũ khí Mobzilla không nhỉ? Mob. Ui, không có vũ khí Mobzilla các bạn ơi. Buồn ghê. Thôi làm giáp cũng được. Nói chung thì có giáp mới cũng có thể sử dụng vào vị trí đó. Ui, nhưng mà mình vừa chế tạo xong thì nó sẽ tự enchant cho mình luôn kìa. Bảo vệ 10. Chậm móng 10 luôn, chậm móng 5 thôi. Ui, tính ra cái này nó cũng tốt quá chứ. Nó sẽ tự enchant cho mình những cái dòng enchant, có thể nói là rất là xịn sò con bò luôn. Với bảo vệ 10 thì mình nghĩ là mấy con quái vật bình thường á là không thể nào đánh chết mình được đâu, dù có bầy đàn cái nào thì cũng không thể đánh chết được á. Nó rất là khỏe luôn. Đây mình sẽ treo lên thử để cho các bạn chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của bộ giáp Mobzilla nhá. Wow, úi, ấy nhầm 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 nhầm. Nó phải treo lên chứ. Đây giống như vậy nè. Nó có cái hoa văn á, khá là giống hình cái họa tiết cái vảy này các bạn. Ui đúng là áo giáp Mobzilla có khác. Vảy dư thì mình sẽ cắt vô nhá. Giờ thì mình sẽ lên trên và thực sự test sức mạnh của cái nhẫn này coi. Đây là nhẫn của Green Lantern á, nên mình nghĩ chắc sẽ biến thành Green Lantern thiệt á các bạn ơi. Rồi mình đã ngủ xong rồi, giờ thì mình sẽ ra ngoài và bắt đầu mặc thử cái nhẫn của Green Lantern xem như thế nào. Đầu tiên thì mình nghĩ nên cởi giáp của Superman đi để tránh trường hợp đồ nó rơi ra ngoài rồi mất tiêu ấy. Vậy thì ổn dữ lắm. Rồi và Green Lantern. Búp. Ý. Ui, một phát một biến thành siêu thùng luôn. Bay được luôn nè. Được thì sự các bạn ơi. Will Power Sword. Còn có một thanh kiếm nữa. Đúng là Green Lantern có khác. Ý, còn có kỹ năng bắn nữa cơ. Green Lantern xịn thiệt á. Ui không thua kém gì mấy cái siêu anh hùng khác đâu các bạn ơi. Green Lantern có một cái vũ khí riêng nè. Đó chính là Will Power Sword hả. Không biết cái kiếm này khi kết hợp với bộ giáp này có thực sự mạnh không nữa. Để mình qua cái thế giới kiến mình test thử nha. Đây để coi nó có kiến chưa. Ý chết rồi, nó chưa có kiến thôi. Để mình tìm một con kiến nào đó mình qua bên thế giới kiến để mình kiểm tra thử sức mạnh của bộ giáp này như thế nào.
Rồi, và mình đã qua thế giới kiếm rồi đây. Bây giờ thì mình sẽ test sức mạnh của cây kiếm Willpower nhá. Và theo như mình biết thì hình như Green Lantern này á, có được sức mạnh của ánh sáng xanh hay sao các bạn ơi. Nên hầu hết thì bộ sáp này được bao bọc bằng cái màu xanh á. Ở đây này có mấy bé Stinky nè. Ui, dễ thương cực luôn á. Hai bé đang dính vào nhau nữa nè. Wow, nhưng mà quái vật đâu, mình cần gặp quái vật thôi chứ không phải gần gặp mấy em rồng dễ thương đó đâu. Ui ui, đây 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 rồi. Này thì này này mè chống chống. Ui sao bay bay xa vậy, quýnh một phát mất 50 máu. Ui đúng là sức mạnh của Green Lantern có khác, không thua kém gì một số siêu anh khác đâu. Ừ, và Green Lantern không chỉ sở hữu kiếm đâu các bạn ơi, mà còn có khả năng biến đổi thành những vũ khí khác nữa, chẳng hạn như là cung nữa cơ. Cung của Green Lantern bắn người nè, nó khi bắn thì sẽ có hiệu ứng ánh sáng xanh đó. Đó là sức mạnh của ánh sáng xanh đó các bạn ơi. Và những con này thì nó quýnh không có mất máu mà nổi đâu, chỉ có điều là mau hư giáp thôi à. Dám chống với Green Lantern nè. Ngoài cung thì còn có cúp nữa. Với cái cúp này có đào nhanh không ta? Ý nhưng mà đây không có cái khối nào để mình test hết. Đây 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 đây, cái này có cái công trình gì nè, để mình test thử coi coi đào có nhanh không nhá. Nó không có đào nhanh cho lắm các bạn ơi, mình thấy nó cũng bình thường à. Nó cái tốc độ đào này nó cỡ cúp kim cương á, chứ không có nào nó nhanh hơn đâu. Rồi thêm một cái dụng cụ khác đó, như là rìu thử xem. Nó rìu thì nó cũng cỡ cỡ cúp kim cương, cúp MR thôi. Rồi tới công cụ khác coi. Xẻng. Xẻng thì chắc tầm cỡ xẻng kim cương thiệt nè. Và cuối cùng là cuốc hả? Ui cũng được quá chứ. Có được cái bộ sáp của Green Lantern thì chúng ta không cần mang dụng cụ các bạn ơi, trong người có sẵn dụng cụ luôn á, thích cái nào thì móc ra thôi. Rồi và ý còn có kéo nữa nè. Ui Green Lantern giống như mấy bác thật ý. Mình cắt cái này còn gươm ra táo à. Wow, được nghe nha. Rồi và sức mạnh của bộ giáp Green Lantern này nó còn kết hợp với kỹ năng nữa cơ, tại vì Green Lantern có sức mạnh của ánh sáng xanh á. Để mình test thử coi sức mạnh của ánh sáng xanh có thể kết liễu được mấy con quái trong này không. Nhưng mà mình phải tìm lại mấy con Nightmare cái đã, để nãy mình đi lạc nó mất tiêu rồi. Đây 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 đây, sức mạnh ánh sáng xanh nè. Ui ánh sáng xanh yếu vậy. Ánh sáng xanh bắn một lần mất có vài máu rồi các bạn ơi, nhưng mà được cái là mình có thể tung ra ánh sáng xanh liên tục á, để có thể rỉa được nhiều máu hơn. Đó, cơ bản thì Green Lantern chỉ có sức mạnh như vậy thôi, nên mình sẽ trở về nhà nhé, rồi sau đó dọn dẹp đồ các bạn ơi, chứ nãy giờ tới sức mạnh cũng khá là lâu rồi á. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhé. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chế tạo được một bộ sáp của Superman nè, cực kỳ mạnh luôn á. Với sức mạnh đó kết hợp với găng tay vô cực thì chỉ cần 4-6 cái thôi là con Mothzilla nó cũng lật gọng rồi. Và mình đã mang bảy nó về để làm luôn full một set đồ Mothzilla. Mình nghĩ cái này thì mình có thể mặc nó để đánh với một vài con boss khác á. Hy vọng là sắp tới mình có thể gặp được thêm nhiều loại quặng hơn. Bên cạnh đó thì mình cũng trao đổi với bác Stanley và đổi được một bộ sáp của Green Lantern, người anh hùng có sở hữu năng lực của ánh sáng xanh á, cũng khá là xịn sò con bò. Và đặc biệt nhất là cái cặp mắt kính đây nè, mình khá là ấn tượng với cặp mắt kính xanh đó nha. Và cuối cùng là một cái bé khủng long máy móc mà mình vừa nuôi nè. Em này thì chỉ mới có 55 máu thôi, hy vọng là khi mình cho ăn full những cái redstone á thì bé ấy có thể cho mình cưỡi á, chứ không thôi á là mình chỉ nuôi làm kiểng thôi à các bạn ơi. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.